Bữa 75 rồi đó. Đâu? 30 giá hồi giờ mà. Dễ hả? Thứ bữa chỗ kia cứ cãi em là 25 ngàn. Chú nhà em mới mua em. Mới là meal nha, meal mới. Mới là meal mình cầm lại với mọi người. Hả? Chocolate scale biết rồi mà còn nói đớt thôi. Ngoài ra là còn có cả bánh flan nữa. Ngày mười mấy tháng trước. Coi như không kẹt già này là cũng phải là mười mấy 20 ngày biết. Mưa mới xuống ít khắc rồi. Không, ế luôn chứ. Mấy ngày nay chưa? Ngày ngã tư à? Ngày ba chứ. Cái chỗ bộ đó là cái gì vậy?